Xin chào các bạn. Bánh tráng lụi là một món ăn vặt rất ngon và có nhiều chất dinh dưỡng. Các bạn hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Nguyên liệu cần chuẩn bị để mình làm sa tế là dầu ăn, một cây sả mình đã cắt khúc, hai tép tỏi, một trái ớt, hai củ hành tím, một muỗng canh hạt màu điều. Để làm sốt me gồm có me khoảng 50 g, nước mắm, hạt mè, đường và 1/2 muỗng canh bột bắp. Cái phần nhân để cuốn trong bánh tráng gồm có nấm mèo, hành lá, đậu hành, một củ sắn nhỏ, ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ, 1/2 củ cà rốt, củ hành tây, hành tím, 100 g thịt xay, hạt nêm, tiêu và đường cát trắng. Các bạn cần chuẩn bị thêm một sấp bánh tráng loại mỏng nha. Đầu hành thì các bạn sẽ sử dụng cán dao mình dằn cho nó nát ra. Sau đó thì mình sẽ cắt nhuyễn. Thịt xay thì các bạn sẽ nêm 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, một phần hai muỗng cà phê tiêu. Khoảng 2 muỗng cà phê đầu hành mình đã bầm nhuyễn. Các bạn sẽ trộn đều và ướp cho mình tầm khoảng 5 đến 10 phút. Ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ thì các bạn sẽ sắc hình hạt lựu. Cái loại ớt này thì nó không cay mà nó chứa nhiều vitamin A, các bạn ăn được thì rất là tốt cho mắt. Cà rốt thì mình sẽ cũng sắc hạt lựu luôn nha. Nấm mèo thì các bạn sẽ ngâm nước cho nó nở ra, sau đó mình rửa sạch và cắt bỏ cái phần chân. Tiếp theo thì các bạn sẽ sắc nhuyễn, hành lá mình cũng sắc nhuyễn, đây một lát mình nêm cho nó thơm nha các bạn. Vậy là tất cả các phần nguyên liệu của mình đã được sắc hạt lựu. Mình sẽ cho cái phần mè vào cái chảo, các bạn rang cho nó vàng lên với lửa nhỏ. Hành tím thì các bạn sẽ bầm nhuyễn. Sau đó thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào một cái chảo. Mình sẽ cho toàn bộ cái phần hành vào, mình phi cho nó vàng lên. Sau khi hành mình đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho cái phần thịt xay vào, mình xào lên cho nó chín. Thịt của mình nó đã được tái chín như thế này thì các bạn sẽ cho cà rốt vào, mình xào cho nó mềm. Sau khi được 1 phút rồi thì mình sẽ cho cái phần củ sắn vào, cho nấm mèo, cho hành tây nữa nha các bạn.
Cái phần ớt chuông vàng và ớt chuông đỏ mình cũng sẽ cho vào. Rồi các bạn sẽ nêm cho mình 1 phần 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 phần 2 muỗng cà phê đường. Mình sẽ nêm hơi nhạt một lát nữa mình còn làm sốt chấm mắm me nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cho hành lá vào. Lúc này thì các bạn sẽ tắt lửa và nhắc xuống cho nó nguội để một lát nữa mình cuốn với bánh tráng. Trong lúc chờ cái phần thịt và rau củ của mình nó nguội thì các bạn chuẩn bị cái phần sốt mắm me để mình ăn kèm nha. Me thì các bạn sẽ cho nước nóng vào mình ngâm cho nó mau mềm. Sả thì mình sẽ dùng cán dao mình dần cho nó nát ra. Sau đó thì các bạn cũng sắc nhuyễn. Tỏi và hành tím mình sẽ băm nhuyễn nha các bạn. Ớt thì các bạn cũng sẽ băm nhuyễn ra. Cái phần tỏi, ớt và hành tím của mình đã được băm nhuyễn rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo. Mình cho khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào. Tiếp theo thì sẽ cho cái phần hạt màu điều vào, mình thắng màu điều với lửa nhỏ để mình lấy cái màu của nó đó bạn. Mình sẽ cho qua một cái rây để mình lược lấy cái hạt của nó nha. Me thì các bạn sẽ dầm cho nó nát ra và mình cũng sẽ cho qua một cái rây mình lược lấy cái hạt của nó. Mình sẽ sử dụng cái chảo thắng màu điều hồi nãy, mình cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào. Các bạn sẽ cho hành tím vào, mình phi cho nó thơm lên. Sau khi hành đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho tỏi vào. Cho sả bầm vào nha các bạn. Hành tỏi sả của mình đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho phần ớt vào. Mình sẽ cho cái phần nước me vào. Các bạn nhớ chừa lại bỏ cái phần cặn của nó nha. Các bạn sẽ nêm cho mình 2 muỗng canh đường cát. Hai muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh dầu màu điều. Cái phần bột bắp thì các bạn sẽ cho khoảng 2 muỗng canh nước lạnh vào mình khuấy cho nó tan. Sau đó thì mình sẽ cho từ từ vào cái sốt của mình. Các bạn cho vào khi thấy nước sốt của mình nó có độ sệt vừa phải là được rồi. Mình sẽ sử dụng ít nước lạnh mình thoa lên cái bánh tráng cho nó mềm, dễ cuốn đó bạn. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nhân lên trên. Rồi các bạn sẽ cuốn lại giúp mình. Mình sẽ sử dụng một cái tăm tre mình xuyên qua cái bánh tráng. Rồi các bạn sẽ cuốn hết phần bánh tráng còn lại. Bánh tráng của mình đã được cuốn xong rồi các bạn. Mình đã cho sốt ra một cái chén, các bạn sẽ cho một muỗng canh hạt mè vào. Vậy là mình đã thực hiện xong món bánh tráng lụi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món ăn vặt do mình làm. Nhớ ấn like và đăng ký ủng hộ tinh thần mình với nhé. Video làm món bánh tráng lụi của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.